vì một lý do nào đó cố tình làm cho việc xây dựng trở nên chậm trễ, rất có thể tai họa sẽ ập xuống cả cái làng này. Gà trong làng mình đột ngột chết nhiều lắm. Đặt cái tên Toàn chi cho khổ biết. Vậy á. Thôi nín nín đi Toàn. Xuống xuống. Sao đi tự giận vậy? Vậy bố mẹ anh làm em. Nhảy xuống đây là chết đó. Đâu đâu. Từ ngày cô xuất hiện á, là cái hội này lúc nào cũng mất đoàn kết, cũng lủng củng, không một ngày yên ổn làm sao hả? Trời ơi, tôi không hiểu á, hai anh em bước vô cái hội thần linh đó làm cái gì nữa luôn á? Vui mà, tao thấy vô đó dân làng nhóc trơn á, rồi hô hào sen linh linh, đĩa linh linh, rớt xuống sình vẫn còn chinh. Hiểu quá thầy ơi. Sao đâu mẹ, anh làm gì quan tâm em dữ hả? Quan tâm vậy mà còn bị bỏ, bị chia tay. Con không nghe lời mẹ hả? Con muốn mẹ chết không nhắm mắt đúng không? Con cãi mẹ hả? Cùng nhau trở về thôi.